điều quan trọng nhất khi bọn mình thiết kế một trải nghiệm ẩm thực, một cái story menu, đó là phải tìm được một cái cảm xúc. Những cảm xúc mình nghĩ là trung tâm trong những cái mình làm, bởi vì nếu mà mọi người nghĩ về món ăn mà mọi người cảm thấy là đáng nhớ thì mình nghĩ là nó được gây ra bởi cảm xúc. Xin chào, mình là Leon, Experience Designer của Netlight. Cùng với Chef Summer thì mình là một trong hai người chịu trách nhiệm chính cho trải nghiệm khách hàng ở đây. Khi mà bắt đầu làm cái trải nghiệm, bắt đầu thiết kế một cái story menu cho Netlight thì thực ra là cái option là nhiều vô kể. Bạn có thể làm về bất cứ chủ đề gì và có thể đi rất là nhiều hướng. Trước khi khán giả, trước khi khách hàng người ta đến và người ta thưởng thức món ăn thì điều đầu tiên mình nghĩ là bản thân mình và những người trong team phải thích cái concept đó, thích cái hướng đi đó, nên là chọn ra được một cái topic nó gây được cảm xúc và những cái nguyên liệu nó gây được cảm xúc cho mình rất là quan trọng. Và mọi người đã biết là nén trước giờ là nhà hàng Việt Nam và dùng những cái nguyên liệu Việt Nam đặc thù, và tụi mình kể chuyện, tụi mình có những concept, nhưng mà rốt cuộc lại những concept đó để deliver những cái món ăn, những cái nguyên liệu Việt Nam đó. Với Story Menu 4 thì cái chủ đề của nó là chính là về Việt Nam, chính là về đất nước của chúng ta. Nên thực sự mà nói là khi mà mình làm về cái topic này thì phải đào sâu và phải suy nghĩ rất là nhiều về cái hình ảnh của Việt Nam. Trong lòng mình nó là gì, trong đầu mình nó là gì. Bọn mình đã phải nghiên cứu rất nhiều về các yếu tố về truyền thống, văn hóa. Nhưng ngoài ra cũng muốn dung hòa nó và cũng gửi gắm một số cái hy vọng cho tương lai, một cái hình ảnh Việt Nam hiện đại mà mình muốn có. Để đạt được cái sự dung hòa đó đối với bọn mình là một điều rất là khó. Cái quá trình phát triển Story Menu 4 á, thì nó kéo dài khoảng 4 tháng và mình nghĩ là 2/3 thời gian trong đó là mình dùng để hoàn thiện cái concept. Sau khi mình xác định được cái câu chuyện thì việc thiết kế món ăn nó trở nên đơn giản hơn.